Bài 20. Vạch nhỏ M được truyền vận tốc ban đầu theo phương ngang V0 bằng 10 m/s từ A. Sau đó M đi lên theo đoạn đường theo một cái đoạn đường tròn BC tâm O, bán kính là OC bằng 2 m theo phương OB thẳng đứng. Phương OB thẳng đứng nhé. Góc alpha bằng 60 độ. Và M rơi xuống tại D. Bỏ qua ma sát và sức cản của không khí. Lấy G bằng 10 m/s bình phương. Câu A, tính vận tốc của M tại C, độ cao cực đại của M so với B. Câu B, tính khoảng cách CD. Câu C, khi thay đổi góc alpha trong khoảng từ 60 độ đến 90 độ thì độ cao cực đại của M so với B thay đổi như thế nào? Rồi, em xem mà. Bài này thì nó cũng dùng cái bảo toàn khả năng. Dùng bảo toàn khả năng các em. Ở đây có bạn nào chưa học khả năng không? Chắc học hết rồi đúng không? Chúng ta học khoa học kỳ 2 rồi mà. Khoa học kỳ 2 thì chắc chắn là đã học khả năng rồi. Dùng bảo toàn khả năng thôi. Ta sẽ dùng bảo toàn khả năng và ta chọn cái góc thế năng tại điểm B. Là cái vị trí thấp nhất. Đấy thì tại điểm B chúng ta thấy là thế năng bằng 0 và động năng là 1 phần 2 MV bình phương. 1 phần 2 MVB bình phương. Còn tại điểm điểm C, người ta hỏi là tính vận tốc tại điểm C. Thì chúng ta tại điểm C thì chúng ta vừa có thế năng mà vừa có động năng. Đấy, 1 phần 2 MVC bình phương và thế năng là MGH. Cái H thì chúng ta sẽ dựa vào cái cạnh này. Đây, H thì chúng ta sẽ tính, đây sẽ phóng to cái hình này ra tí nữa chúng ta. Chỉ cái điểm H cho nó dễ. H là cái khoảng chúng ta giống ngang qua này, đây này. Thì từ đây thì gọi cái điểm này là điểm H đi ha. Đó. Thì cái độ cao nếu chúng ta chọn cái góc thế năng tại B thì MG nhân H chính là nhân với HB, độ cao của điểm C chính là bằng HB. Đúng chưa nào? Mà HB thì em thấy là có phải là bằng R là cái cạnh OB trừ DOH không? Mà OH chính là bằng R nhân với lại cos alpha. Đó, như vậy chúng ta tính được H. Như vậy từ đó chúng ta sẽ tính ra được cái VC. Được chưa? Rồi, đầu tiên chúng ta tính cái câu A này. Câu A. Ta chọn cái móc thế năng. Chọn góc thế năng tại B. Đấy. Thế thì cơ năng tại B sẽ bằng là 1 phần 2 MVB bình phương. Đó, 1 phần 2 MVB bình phương. Rồi, cơ năng tại C thì sẽ có, chúng ta tính cái HC. Tức là đầu tiên chúng ta có HB, HC đó. Thì chính là bằng độ dài của đoạn HB, chính là bằng R nhân với R trừ cho R nhân với cos alpha. Đấy, hay là R chúng ta có thể lấy ra ngoài làm thừa số chung 1 trừ cos alpha. Đó, chúng ta có thể thay số vào luôn. R thay đề bài cho là bằng OC là bằng 2 m này. Cos alpha là bằng 60 độ. Cos 60 độ. Đấy, như vậy là bằng 1 m. Đó. Như vậy suy ra cái cơ năng tại C. Cơ năng tại C này thì sẽ bằng là 1 phần 2 MVC bình phương cộng với MG nhân với HC. À, nhân HC, HC chính là bằng 1 m nè. Rồi, theo định luật bảo toàn cơ năng thì chúng ta có cơ năng tại B sẽ bằng cơ năng tại C. Sẽ bằng cơ năng tại C, hay ta có là 1 phần 2 MVB bình phương sẽ bằng 1 phần 2 MVC bình phương cộng MG nhân với HC. Đây, chúng ta sẽ rút gọn M đi. Chuyển vế qua để chúng ta suy ra được cái VC. Thì cái nào? Suy được VC. Như vậy ta có là VC sẽ bằng căn bậc 2 của chuyển này qua. Quy đồng lên để ta bỏ mẫu, bỏ số 2 luôn đi. Thì chỗ này sẽ là VB bình phương trừ cho 2G trừ cho 2G nhân với lại HC. Đúng chưa nào? Đấy, 2G nhân HC. Thay số vào. VB thì ban đầu người ta truyền cái vận tốc là 10 m/s. Đấy, 10 m/s. Bỏ qua ma sát cho nên là từ A đến B là vận tốc của nó vẫn là bằng V0 thôi.
10 mét trên giây, chúng ta có 10 trừ 2 nhân 10 nhân với lại 1. Đó, như vậy là bằng căn 80. Căn 80. Đấy. 4 căn 5. Bằng 4 căn 5. Hay là bằng 8,944 mét trên giây. Đó, như vậy chúng ta đã tính được cái vận tốc tại điểm B. Rồi, họ hỏi tiếp là độ cao cực đại của M so với B, tức là khi nó có đi đến B, nó đi C, nó tiếp tục chuyển động. Tiếp tục chuyển động. Thì cái chuyển động này chính là một bài toán ném xiên. Ok. Đó. Bài toán chuyển động này chính là bài toán ném xiên. Đấy, với một cái vận tốc tại điểm C là nó vuông góc với cái đoạn O, cái cạnh OC. Đó, vận tốc tại C là nó sẽ hướng vuông góc như thế này. Đó, ném xiên. Đấy. Vậy với vận tốc là VC. Đó. Ném xiên thì chúng ta sẽ tính được cái độ cao cực đại. Khi lên đến độ cao cực đại thì cái vận tốc VC theo phương mà phương thẳng đứng đấy. Theo phương thẳng đứng thì nó sẽ bằng 0. Đối với bài toán ném xiên thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ phân tích theo hai cái phương. Theo phương ngang là chuyển động thẳng đều, còn theo phương thẳng đứng thì nó giống như một vật ném thẳng đứng lên và rơi xuống vậy đó. Đấy, thì gia tốc của theo phương OI. Gia tốc theo phương Y là gia tốc rơi tự do, còn theo phương X là một chuyển động thẳng đều. Đấy, OX. Rồi. Như vậy thì chúng ta có cái khoảng cách từ C đến D là gọi là tầm bay xa, đúng không? Tầm bay xa. Đấy. Còn cái độ cao cực đại thì nó chính là bằng H max. Đấy, H max. H max thì chúng ta cũng có hai cách tính. Một là chúng ta sẽ dùng cái phương trình ném xiên, chúng ta dùng VI bằng 0 á, thì chúng ta thay vào chúng ta tính ra T. Sau rồi chúng ta thay T vào cái phương trình của trục OI. Cách thứ hai là chúng ta có thể dùng cái bảo toàn cơ năng luôn, chúng ta tính bảo toàn cơ năng luôn. Đó. Thì tại cái điểm cao nhất của quỹ đạo ấy thì cái vận tốc theo phương thẳng đứng là bằng 0 rồi, chỉ còn vận tốc theo phương ngang thôi. Đấy, vận tốc theo phương ngang có nghĩa là ta lấy VC nhân với cái cos của góc này. Cos của góc này. Đó. Em xem góc này có phải là góc alpha luôn không? Đúng không? Đây, góc này vuông ở đây nè. Vuông ở đây, góc này vuông ở đây. Thì hai cái tam giác này có phải là hai tam giác đồng dạng không? Thì suy ra góc này chính là góc alpha luôn. Đúng chưa? Đó. Đúng không? Đó, góc alpha luôn. Rồi. Góc alpha thì chúng ta sẽ có là gì đấy? Chúng ta sẽ có là V mà theo phương ngang chính là VC. VCX. VCX. Đấy. Chúng ta dùng cái bảo toàn cơ năng này. Khi mà vật lên đến độ cao cực đại thì chúng ta có VCI là bằng 0, còn VCX thì vẫn là bằng VC nhân với cos alpha. Đấy, cho nên lúc này chúng ta sẽ dùng bảo toàn cơ năng. Bảo toàn cơ năng tại điểm B và cái điểm có độ cao cực đại, thì mình gọi cái điểm có độ cao cực đại là điểm, một cái điểm E, đúng không nào? Đấy, tại điểm E đi. Như vậy chúng ta có là V kép tại B sẽ bằng V kép tại E. Cơ năng tại B bằng cơ năng tại E. Như vậy chúng ta có 1 phần 2 MVB bình phương thì bằng 1 phần 2 M với V. V lúc này chính là VC bình phương nhân với cos alpha bình phương. Chúng ta thay cái VCX vào này. Cộng với M nhân với G nhân với H max. Đó, MG nhân H max. Như vậy từ đây chúng ta sẽ tính ra được cái H max. Đấy, chúng ta thay số vào. Chúng ta rút gọn M ở hai vế. Rút gọn M ở hai vế. Thì chúng ta sẽ có quy đồng lên luôn ha. À, chúng ta sẽ có H max sẽ bằng là V bình phương trừ
VC bình phương nhân với cos bình phương alpha chia cho 2G. Đấy, chúng ta thay số vào. Thay số vào. V bình phương là bằng 10 bình phương. Đây là VB đó. Trừ cho VC bình phương là bằng 80 nè. VC là bằng căn 80 các em. VC bình phương 80. Cos của góc 60 độ. À, chia cho 2 nhân 10 bằng 4. Bằng 4 mét. Đó. B. Cái khoảng cách CD chính là tầm bay xa. Đúng không? Tầm bay xa của một cái vật ném xi. Đấy, tầm bay xa của vật ném xi. À, CD sẽ bằng L bằng VC bình phương nhân với sin của 2 alpha chia cho G. Ta thấy số vào. VC bình phương chính là bằng 80. Sin của 2 alpha là sin 120 độ chia cho 10. Thì cái này chúng ta sẽ tính ra được là 4 căn 3. 4 căn 3. Tức là gần bằng 6,93. 6,93 mét. Đấy, đó là câu B. Bây giờ câu C. Khi thay đổi góc alpha trong khoảng từ 60 độ đến 90 độ, tức là tăng góc alpha lên. À, ban đầu là góc alpha là đang 60 độ. Bây giờ tăng lên 90 độ thì cái độ cao cực đại sẽ thay đổi như thế nào? Đấy. Thì chúng ta nhìn vào cái chỗ VC này, chúng ta thấy cái VC. VC thì nó sẽ bằng V bình phương trừ 2 G nhân với HC. Mà HC thì chính là bằng R từ số cho 1 trừ cos alpha. Đó, như vậy là VC sẽ bằng là căn bậc 2 của V bình phương trừ cho 2G thừa số cho R 1 trừ cos alpha. Đấy. Câu C này ta thấy này. VC thì bằng căn bậc 2 của VB bình phương trừ cho đó, 2G HC. HC chính là R thừa số cho 1 trừ cos alpha. Đấy. 1 trừ cos alpha. Rồi, như vậy ta thấy là khi mà alpha tăng lên thì cái cos alpha nó sẽ giảm. Đấy, cos alpha giảm thì các em thấy cos alpha giảm chỗ này, mà cos alpha mà giảm á thì cái VC này nó cũng giảm luôn, đúng không nào? VC cũng giảm luôn. Đó, tại vì cos alpha giảm thì 1 trừ cos alpha sẽ tăng. Như vậy là V bình trừ 2G nhân R thì số 1 trừ cos alpha cũng là sẽ giảm. Đấy. Rồi, ta nhìn tới cái chỗ hắc mắc. Chúng ta liên hệ chỗ công thức tính hắc mắc này. Chúng ta thấy khi cos alpha giảm và VC giảm thì VC mà nhân cos alpha nó cũng sẽ giảm. Như vậy suy ra là VC bình nhân cos bình alpha, cos alpha bình thì cũng giảm, đúng không nào? Đấy. Như vậy ta có suy ra là VC nhân với cos alpha cũng sẽ giảm. Đó, như vậy chúng ta thấy là cái khi mà VC nhân cos alpha giảm thì cái V bình trừ cho VC bình nhân cos alpha bình nó sẽ tăng lên. Như vậy suy ra cái H max nó sẽ tăng. Đó, nó tăng. Và khi alpha đạt tới 90 độ thì cái này bằng 0. Như vậy là suy ra là H sẽ tăng đến, nó sẽ tăng đến khi mà alpha bằng 90 độ thì cái H max lúc này sẽ đạt cực đại, tức là bằng V bình trên 2G. Đó, chúng ta thay số vào. VB bình trên 2G nhé. Đấy, là bằng 10 bình phương chia cho 2, 10 thì chính là bằng 5 mét. Như vậy suy ra khi mà alpha nằm trong khoảng từ 60 độ cho đến 90 độ thì cái Hmax nó sẽ nằm trong khoảng từ 5 mét cho đến 4 mét. Từ 4 mét cho đến 5 mét. Đó, nằm trong khoảng từ 4 mét đến 5 mét. Đấy.